Vâng, tiếp tục lại có biến rất căng mọi người ơi. Bây giờ thì thầy Minh Tuệ đang đi vệ sinh mọi người nhé. Đây là bà con mọi người thấy không ạ? Bà con ở đây đang đứng thành hai hàng. Đó, thầy Minh Tuệ thì đang ở phía bên trong. Bà con ở đây thì hiện tại thì em đang ở thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình mọi người nhé. Đó, bà con ở đây thì cũng mong muốn gặp thầy Minh Tuệ để chúc cho thầy Minh Tuệ những cái lời chúc tốt đẹp nhất và chúc cho thầy trên con đường mà đi tu học ấy thì sẽ gặp nhiều điều bình an. Đó, mọi người thấy rằng là ở đây bà con thì rất là lịch sự, đứng hai bên đường cho các thầy đi ở đi vệ sinh ở trong đó mọi người. Nhưng mà tất cả bên trong thì mọi người có thể thấy rằng là các thầy thì cũng đã đi vào bên trong. Hôm nay thì cô đến đây lâu chưa? Mới đến à? Cô muốn gặp thầy Minh Tuệ, cô có muốn chúc cho thầy điều gì không? Chúc thầy sức khỏe, bình an. Ok, rồi cảm ơn cô nhá. Đó, bây giờ mọi người có thể thấy rằng là bà con tập trung ở đây rất đông, cũng mong muốn là hữu duyên có thể là gặp được thầy Minh Tuệ. Hôm nay thì thầy cùng với rất nhiều các sư đang di chuyển trên đường đây mọi người. Đó. Ủa anh không phải bán xe sao mà ra đây là gặp thầy Minh Tuệ về anh? Thầy cứ đang tập trung đông như vậy. Anh có hay xem thầy Minh Tuệ không? Dạ. Anh có hay xem thầy Minh Tuệ không? Dạ thầy có anh. Có hay à? Lâu rồi thầy. Hôm nay thầy ra anh có muốn chúc cho thầy một điều gì không? Chúc cho thầy đi đường bình an đúng không? Dạ, đúng rồi, em luôn bình an rồi. Rồi mọi người thấy rằng là ở đây bà con đã tập trung rất đông nhá mọi người ạ. Đứng ở hai bên đường rất lịch sự để đợi thầy Minh Tuệ cùng các sư khác sẽ ra. Hôm nay thì đi theo thầy Minh Tuệ có tầm hơn 30 người. Bình thường thì chỉ tầm độ 19 đến 20 người thôi, nhưng mà hôm nay thì chắc phải tầm 30 người. Bà con đấy rất đông, cũng có rất nhiều cô chú thì cũng đã đợi ở đây từ rất sớm mọi người nhé, để có thể là mong muốn gặp được thầy Minh Tuệ để mình sẽ phỏng vấn một người bất kỳ coi. Đây, cô đến đây lâu chưa? Cô đến từ khi trưa này. Từ trưa này hả? Cô hôm nay đến đây cô muốn gặp thầy Minh Tuệ hả? Cô gặp chưa? Thầy cô gặp thầy ở ngoài Đông Trạch rồi. À. Chứ thầy cô muốn qua đây để gặp thầy tiếp lần nữa. À là cô muốn đến đây gặp, mà cô ở đâu? Cô ở người trên Yên Trạch á. À, và cô đi ra đây để mong muốn gặp thầy Minh Tuệ. Mong muốn đi gặp thầy. Và hôm nay bà con ở nơi đây rất là tuyệt vời mọi người ạ. Yeah. Muốn đến đây để gặp thầy Minh Tuệ. Nếu mà gặp tí gặp thầy rồi thì cô có chúc cho thầy như một câu nói nào không? Chúc cho thầy là chân cứng đá mềm, chúc thầy mạnh khỏe. Rồi, cảm ơn cô nhá. Người dân ở Quảng Bình rất tuyệt vời mọi người ạ. Tất cả mọi nơi thì thầy đi đến đâu á thì tất cả mọi người đều mong muốn rằng là sẽ chúc cho thầy những cái điều bình an và tốt đẹp nhất mọi người. Đó. Đây mọi người nhá. Đây. Tất cả bà con ở đây đều rất là tuyệt vời. Mọi người hiện tại cũng đang đợi thầy ra mọi người ạ, xếp hai hàng hai bên rất là ngay ngắn. Tất cả bà con ở đây thì chắc chắn có người thì gặp, người thì chưa gặp. Có người gặp, người thì chưa gặp. Cô hôm nay đây cô đến đây cô gặp thầy Minh Tuệ à? Dạ, cô gặp chưa? Cô gặp thầy chưa? Cô chưa gặp. Chưa gặp hả? Tí nữa cô sẽ được gặp thầy, bởi vì hiện tại thầy di chuyển cùng rất nhiều người luôn, hơn 30 người. Cô có biết thầy Minh Tuệ không? Cô biết trên mạng thôi. Nhưng mà tí gặp thầy Minh Tuệ cô có nhận ra không? Có hả? Cô biết đến mang là cô nhân đá chứ. Ok rồi, cảm ơn cô nha. Đó, bà con ở đây thì rất là tuyệt vời, cũng vẫn đang đợi thầy Minh Tuệ đi ra đó mọi người. Ở đây thì có rất nhiều cô chú có thể đến đây từ rất sớm rồi. Đó, bà con đến đây từ rất sớm rồi nhá mọi người. Có thể là mong gặp được thầy và chúc cho thầy con đường sẽ bình an. Em cho mọi người xem này, hình ảnh quá là đẹp luôn mọi người. Bà con ở hai bên thì đang đứng đợi thầy Minh Tuệ. Em quay cho mọi người xem phía xa nhá. Đây mọi người. Đó, một hình ảnh mọi người có thể thấy nhá. Ở đây thì đang ở cây xăng thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình. Đó, tất cả mọi người ở đây thì đều mong muốn là sẽ gặp thầy Minh Tuệ và chúc cho thầy Minh Tuệ thì sẽ con đường mà đi tu học ấy thì sẽ gặp nhiều điều may mắn và bình an mọi người. Đó, thầy đang di chuyển con phía bên kia mọi người ơi. Rồi, bà con chạy toán loạn. Mọi người mong muốn sẽ được gặp thầy mọi người ơi. Đây, rất nhiều quý vị khán giả đã đợi ở đây rất sớm để có thể là mong muốn gặp được thầy. Đó, bây giờ thì mọi người có thể thấy rằng là bà con đang chuyển qua hướng bên này để mong muốn hữu duyên sẽ nhìn thấy thầy Minh Tuệ mọi người ạ. Đây, bà con đang di chuyển mọi người nhá. Hiện tại thì vẫn đang ở Quảng Bình để cho mọi người thấy một hình ảnh. Bà con ở đây hàng ngàn người. Hàng ngàn người. Cũng muốn có thể là gặp thầy. Đây mọi người. Em đi vô bên trong để cho mọi người xem ha. Đây. Bà con bây giờ thì đang có thể muốn là nhìn thấy thầy mọi người nhá. Đó, mọi người thấy bạn, các thầy thì đang ở khu bên trong cây xăng. Và tí nữa các thầy thì sẽ di chuyển qua hướng bên ngoài này. Đó, ở đây mọi người thấy không? Bà con thì ở đâu cũng vậy thôi mọi người ạ. Đi bất cứ một tỉnh thành nào thì bà con đều mong muốn là hữu duyên sẽ được gặp thầy. Đây, từ bên này chuyển qua bên kia. Các cô chạy khỏe thật. Các cô là hôm nay là không biết mệt luôn. Chạy từ bên này qua bên kia. Đây mọi người.
Các cô di chuyển còn nhanh hơn là cả thanh niên nữa. Đây mọi người, đó, bây giờ mọi người thấy không? Bà con ở đây thì đây, đây chính là sư Minh Hiếu mọi người nha. Đây là sư Minh Hiếu. Đó, các thầy thì vẫn đang ở bên trong. Thì đây là khu vực mà các thầy sẽ đi về vệ sinh nha mọi người nha. Đó, sư Minh Hiếu ở bên trong. Đó, thì mọi người có thể thấy rằng là bà con ở đây tập trung rất đông. Thì có thể là mong muốn hữu duyên gặp được thầy Minh Tuệ mọi người này. Hàng ngàn người đã có mặt ở đây rồi. Mọi người ở đây thì đều mong muốn là sẽ gặp được thầy mọi người không? Thấy không? Đi đến đâu thì bà con đều rất là gọi là mong muốn sẽ hữu duyên để gặp được thầy. Ở đây mọi người thấy không? Đó, phía bên trong thì các thầy sẽ đứng ở bên trong mọi người nhé. Phía các thầy sẽ ra. Em sẽ đi ra bên người bên ngoài này để phỏng vấn một người nào đó ha. Để cho mọi người sẽ thấy bà con ở đây rất là tuyệt vời đấy mọi người. Hiện tại thì mọi người có thể thấy nhá. Một cây xăng mà rất là đông. Đây, ở đây cũng có các cô. Đây, bên ngoài này rất là đông mọi người nhá. Hiện tại thì vẫn đang ở cây xăng. Đây. Đó mọi người thấy không? Ở một cây xăng mà có thể nói mọi người là náo loạn. Hàng ngàn người có mặt đây để mong muốn hữu duyên sẽ gặp được thầy. Mọi người thấy không ạ? Ở ngoài này cũng có các chú công an ấy để dẹp đường, để tránh cái tình trạng mà nó sẽ ách tắc giao thông, cũng như là nó sẽ xảy ra một cái tình huống gọi là mất tự an toàn giao thông không mọi người. Đó, bà con ở đây rất đông, hàng ngàn người mọi người nhá. Đây mọi người này. Đó, mọi người có mặt đây để mong muốn hữu duyên gặp thầy ở Minh Tuệ. Thầy đi bất cứ nơi đâu thì bà con hầu như là cũng biết, mọi người là gửi theo dõi ở trên mạng ấy, để có thể là mong hữu duyên sẽ gặp được thầy. Đây mọi người, ở bên trong thì thầy đang ở bên trong, xíu nữa thì thầy sẽ ra khu vực bên ngoài thì mọi người cũng có thể là sẽ hữu duyên gặp được thầy. Đây mọi người. Đây, ở bên trong thì tí nữa thầy mới ra mọi người nhé. Bà con ở đây thì đang đợi thầy Minh Tuệ. Không biết là thầy sẽ đi ở hướng nào. Đó, bà con thì đợi khắp nơi. Rất là mong muốn là có thể sẽ thấy thầy Minh Tuệ. Đây mọi người ạ. Đây là khu bên trong nhá. Đã ở cây xăng mà không biết là có bên tà đạo nào theo dõi không, để em đi xem thử coi xem có tà đạo nào không. Biết đâu có tà đạo ma giáo gì đó đang đi theo thầy Minh Tuệ nó thì cũng không ổn mọi người ạ. Đó, bây giờ thì vẫn đang ở Bố Trạch, Quảng Bình mọi người nhá. Cây xăng ở thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình. Đó, bà con ở đây thì cũng rất là mong muốn có thể là nhìn thấy thầy thực tế. Đó, thực tế nhìn thấy thầy, cũng như là sẽ có thể là phỏng vấn đôi ba câu. Đây mọi người,